Mới đây trên trang cá nhân của một cô gái tên Molly đã chia sẻ những bức ảnh bố của cô đang ngồi cạnh người em trai trong lớp học. Bức ảnh hối hả lan truyền trên mạng làng hội và thu được rất nhiều sự chú ý. Cùng với đó, câu chuyện phía sau bức ảnh cũng biến thành đề tài bàn tán xôn xao của không ít người. Bức ảnh được Molly chia sẻ trên Twitter. Được biết dì quá mệt mỏi khi phải đọc những email phàn nàn của cô giáo về thái độ phát phách của em trai cô trong lớp học, Jack Hoger, bố của Molly đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng tới cậu em. Nếu bố thu được một cuộc gọi nữa của cô giáo, bố sẽ đến trường và ngồi cạnh con trong giờ học. Và dường như Jackie chỉ biết khải trong vài tháng đầu, sau đó cậu bé bỗng lại tiếp tục những trò quỷ của mình ở lớp. Tất nhiên, bố cô lại tiếp tục thu được email từ giáo viên. Jack Hoker biết rằng cậu con trai bướng bỉnh của anh sẽ không tin rằng cha sẽ đến lớp và giám sát mình. Vậy nên, để Jack đi trở lên nghiêm túc, ông quyết định thực hiện lời hứa. Jack Hoker gọi điện đến trường trung học Rockwell nơi Jack đi đang học để xin phép được vào lớp và thu được sự đồng ý. Hàng ngàn người nói với Jack đi rằng bố anh ta thật ngầu và dễ thương giữa lớp học toàn các cô cậu học sinh. Hai cha con nhà Jack Hoker. Sau khi tới lớp ngồi học cùng với cậu con trai mình, Jack khẳng định, con trai tôi rất tốt bụng nhưng cậu ấy rất thích nói chuyện, thật sự cậu bé bỗng thích không khí của buổi tiệc, thích sản xuất tiếng cười. Thậm chí ông bố này tiếp đó đã chụp lại bức hình của mình gửi cho vợ, bà hối hả đăng tải lại trên một nhóm gồm nhiều các phụ huynh khác với chờ đợi con cái của họ sẽ ý thức được sự nghiêm túc khi đang theo học tại trường. Hơn nữa, ông bố trên còn cho biết thêm con trai mình đã thật sự hiện đại nhờ hành động chính xác của ông.